Không? Phàm phu mới tu tịnh độ. Biết mình yếu nên chọn cái pháp dễ tu. Biết mình keo kiệt nên mới nương tựa Phật A Di Đà tâm lượng rộng lớn. Chỉ có nương tựa Phật A Di Đà tâm lượng rộng lớn, nhìn ngài rộng lớn giết, rồi chúng ta mở tâm lượng. Đúng không? Đó. Vậy thì tất cả những con người tạo tội nghiệp cực nặng trong cuộc đời này, nghe tịnh độ quay đầu chân thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, có được giải sanh không? Thì công đoạn này giải thích rõ ràng, bốn người này là tạo tội nghiệp cực ác, nhưng cuối cuộc đời nghe tịnh độ quay đầu niệm Phật cũng được cứu. Vậy thì tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp cực ác, nghe được tịnh độ quay đầu niệm Phật được cứu hay không? Được cứu. Chúng ta có cơ hội, hiểu không? Nó có cơ hội là từ khi nghe tịnh độ chân thật có lòng tin, chân thật niệm Phật thì được cứu. Quay đầu chân thật niệm Phật thì được cứu. Nhớ nghe. Vậy thì ai cũng có phần hết rồi. Bây giờ người ta tạo tội nghiệp cực ác, vậy mà ta quay đầu niệm Phật còn được cứu, còn mình chưa đến nỗi quá cực ác. Đúng không? Đó. Bây giờ á, tạo tội ngũ nghịch mà quay đầu niệm Phật còn được cứu. Theo cái tâm sám hối chân thật đó mà thành tựu. Nên chúng ta nghe pháp môn tịnh độ này, người sống được thành tựu, người chết khi nghe mà quay đầu niệm Phật cũng được thành tựu. Bây giờ mang một cái tâm theo đòi nợ báo thù, nó có an vui gì đâu. Bây giờ thí dụ như ngồi trong đây, bao nhiêu cô đã từng mang nghiệp phá thai nè. Bây giờ thai Nhi nó đang theo mình, nó đeo đẳng bên mình đó. Bây giờ đeo đẳng theo hoài như vậy có hạnh phúc gì đâu, có an vui gì đâu. Mà cái tâm báo thù đó là cái tâm của tam đồ ác đạo, nó không ra. Bây giờ phải làm sao để mà mình giải cái tâm tam đồ ác đạo, chứ không lẽ mình đeo theo họ đấy, mình đẩy họ vào tam đồ ác đạo thì mình cũng đi theo ta trong tam đồ ác đạo à. Thí dụ như giờ người ta vậy, mình đẩy người ta đi vào đâu thì mình đi vào đi theo đó, còn mình đẩy người ta đi về cực lạc thì mình cũng đi theo về cực lạc à. À, mình coi mình đang hướng người ta đi đâu. Thí dụ như bây giờ nghiệp quan gia trái chủ, bây giờ đi theo để mà muốn cho người ta vô cảnh giới khổ như mình, vì mình khổ hoài, vì cái tâm mình là muốn cho người ta khổ thì mình khổ hoài. Còn nếu như cái tâm của mình mà muốn cho người ta an vui thì mình đã có cái nhân an vui thì mình cũng được hưởng cái quả an vui. Nên bao nhiêu người mang nghiệp phá thai, không phải là mình đi đến chùa mình cầu nguyện Phật chờ cho mình á được hóa giải cái nghiệp này, hoặc là xin chờ Phật á, cho hương linh thai nhi đừng đi theo mình nữa, đừng có đòi nợ mình nữa, đừng có cầu cái này mất công đó đi. Từ hôm nay lo niệm Phật là được rồi, rồi phát tâm ăn chay trường, cái đó là chân thật sám hối, rồi biết phóng sanh, rồi giữ tâm thiện lành, dù cho người ta làm mình đau đớn hay sao, à, hiểu rồi, mình đã giết người ta thì ta phải đòi nợ mình thôi, chuyện này bình thường, mình hại người ta thì giờ ta đòi nợ mình thôi, bình thường. Hiểu rồi, bây giờ mình đã gieo nhân không phải thì bây giờ mình chịu quả báo không phải là đúng rồi. Thôi vui chả đi. Chỉ cần có cái tâm vui chả mà niệm Phật cầu sanh cực lạc, chỉ cần có cái tâm vui chả mà lượt thường nhớ thế giới cực lạc, nhớ A Di Đà Phật thì tức khắc nghiệp gì cũng tiêu. À, vậy thôi. Chứ bây giờ quý vị đi cầu người này người kia để à, làm cái này làm cái kia để cầu siêu độ dùm cho mình, cầu người ta không bằng cầu mình, nhờ người ta không bằng nhờ mình. Nhờ mình đi, mình làm được mà, sao mình không làm? Đúng không? Mình làm mình được an vui, mình được tự tại. Khi tâm mình an vui tự tại rồi thì tức khắc những thai nhi hay những quan gia trái chủ cũng đang vui và tự tại. Còn nếu như tâm trạng mình bất an mà cứ đi cầu cái bên ngoài an, không có đâu. Đi cầu cái an bên ngoài không có đâu. Cầu cái an ngay mình mới là đúng, chứ đừng có cầu cái an ở bên ngoài. Nên tu làm sao mà cầu cái an từ nội tâm của mình. Cho nên những đức nói rằng là những đức nghĩ ra cái việc mà gia đình đều phải có thờ ngôi Tam Bảo, tuyệt vời, đặc biệt lắm quý vị. Trong cái thời cuộc này đặc biệt dùng cách này là hay. Nó. Mỗi một gia đình nên thờ ngôi Tam Bảo. Bữa nay cũng hình như là có mấy chục phiếu những bộ Tam Thánh này. Nhưng quý vị nhớ là những bộ Tam Thánh này những đức cho hàng cư sĩ thỉnh thôi, chứ không người xuất gia. Tại vì người xuất gia quý vị đã có cốc và có thờ Phật ở nhà rồi,
Còn hàng cư sĩ chưa có, những đức tặng cho cư sĩ thôi nghe, nhớ. Nên cái nào rõ ràng cái nấy là những đức tặng cho cư sĩ. Là người nào người ta thờ Tam Thánh Di Đà Quan Thế Chí. Có những người hỏi những đức sao? Con thờ Phật, con coi ngài, ngày đó mới tốt thầy ơi. Đúng không thầy? Những đức nói ngày nay thờ Phật là ngày nay tốt, ngày mai thờ Phật là ngày mai tốt, ngày mốt thờ Phật là ngày mốt tốt. Thờ sớm chừng nào thì tốt sớm chừng nay. Bây giờ quý vị vừa nghĩ đến Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí là vừa nghĩ đến là tốt liền. Còn quý vị vừa nghĩ đến hại người lợi mình là xấu liền ngày đó. Còn quý vị vừa nghĩ cái tốt ngày nay giờ này là tốt liền, cái nhân nó liền, cái quả nó liền. Còn quý vị lựa ngày đó mới là ngày tốt, vì thì đợi ngày đó mới nghĩ tốt hả? Tại sao không nghĩ cái tốt giờ này đi? Nghĩ cái tốt giờ này thì cái tốt liền, còn cái xấu nó tránh xa mình. Còn nếu như mình nghĩ cái xấu liền giờ này thì cái tốt xa mình, cái xấu đến. Nên tự nhiên đi coi ngày giờ để thờ Phật chi cho nó mệt thêm. Thôi, đã thờ Phật Bồ Tát mà còn cái gì kỵ nữa, hiểu không? Thí dụ như quý vị đem một con người mà tâm đại từ đại bi, một con người mà trí tuệ đem về nhà, quý vị lựa ngày tốt để đem về hả? Đối với những con người này nó không còn cái gì xấu nữa chứ nha. Họ đến đâu là nơi đó tốt à. Nên từ nơi đó mình thỉnh Phật mà đem gì mình thờ, là mình trang trí bằng thờ sẵn, đem về là thờ liền, là tốt. Còn để còn ở trong thùng là chưa tốt. Bây giờ thí dụ như bây giờ đơn giản những đức là kẻ phàm phu, thôi quý vị cũng quý mến những đức một chút đi. Bây giờ quý vị để những đức vô cái thùng đặng vác về nhà. Về nhà xong quý vị đi coi thầy bà gì đó, 10 ngày sau mới mở thùng ra cho những đức đi ra. Ông thầy đó ông nói là 10 ngày sau mới là ngày tốt thì mới mở cái thùng này ra cho ông thầy này đi ra. Thì ở trong đó những đức nói dùm cái thứ gì đâu mà nó độc địa. Sao nó không nói tốt ngày nay cho tao ra liền đi. Mày để 10 ngày sau mày mới nói tốt cho gia chủ này, 10 ngày sau nó mới mở thùng cho tao đi ra mày. Đúng không quý vị? Đã là đem Phật về thì đem Phật lên bàn thờ liền để mà niệm Phật, để mà mình lại Phật là tốt. Chứ mình đợi thêm vài ngày nữa mình mới mở thùng ra, mình mới đem Phật ra là Phật ở trong thùng hết mấy ngày rồi. Đem về mà còn để Phật ở trong thùng, hiểu không? Nên từ nơi đó cái nói đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, mà nó cũng là gần gũi nhất luôn rồi, là gì đó. Nên tự nhiên bây giờ lôi ra tùm lum tùm la ngày giờ. Ngày giờ là do gì? Bị bận quá thôi. Do bị quá bận không có cái thời gian để mà sắp xếp bàn thờ, để mà để Phật lên bàn thờ thôi. Là do quý vị có công việc bận quá mà không làm được, hiểu không? Chứ làm gì có ngày giờ. Cái ngày giờ nó không có dính dáng tới cái chuyện thờ Phật. Thờ Phật tốt chừng nào là thờ liền là tốt, mà không nói vòng vo chứ nha. Dưới những đức là không có ngày nào hết trơn. Cái ngày nào gì muốn tốt tốt, muốn xấu xấu, kệ mồ mày. Mày muốn tốt tốt, muốn xấu xấu à. Tốt thì là tốt, còn xấu thì sống theo xấu. Tại vì mày gieo cái nhân tốt thì mày gặp tốt, mày gieo cái nhân xấu thì mày gặp xấu. Không lẽ bây giờ mày gieo cái nhân xấu mà bây giờ coi cho mày cái ngày đó là ngày tốt thì mày tránh được cái xấu hả? Gì thì tu chi nữa, tao kiếm ai á, lựa ai á, coi ngày giờ dùm để tao làm cái ngày tốt đó đó, để cái gì tao cũng tốt hết. Thế gian này bao nhiêu con người ai mà không muốn ngày tốt, nhưng mà mấy người được tốt? Vợ chồng á, cưới nhau á, đi coi bói tùm lum tùm la, coi giờ coi ngày để rước dâu. Ngày đó là ngày tốt, sao nó về có thời gian nó quýnh lộn bầm mặt bầm mày hết trơn à. Phải chi mà coi á, thầy coi bà xong rồi về nó hạnh phúc hết trơn thì cũng nên đi coi. Cái này nó về nó nghịch nghèo không mà tốt cái gì. Mình thì coi ngày tốt, nhưng nó không thuận sao tốt. Cái quan trọng là hai vợ chồng nó thuận. Dù quý vị rước cái ngày chết chùm bây giờ về nó cũng tốt nữa. Tại vì hai vợ chồng nó thuận là tốt. Còn hai vợ chồng nó không thuận mà quý vị có coi ngày tốt gì thì nó cũng xấu à. Cái quan trọng là hai vợ chồng nó, hiểu không? Nó nên từ nơi đó con người ta đúng là bị cái câu thúc lạ kỳ, hiểu không? Nè.
nó bị câu thúc lạ kỳ, thấy không? Nó đám cưới rồi chúc tụng quá trời luôn, chúc tụng quá trời chúc tụng, vậy mà nó chia tay, nó ly dị kịch liệt. Thấy thế gian này bây giờ càng ngày càng ly dị nhiều, thấy không? Nó gặp hai vợ chồng sắp sửa cưới nhau, gặp những đức nói chúc cho hai vợ chồng mau chết. Trời là trời, thầy thầy chúc cho bà kỳ cục cái tay, vì hai chồng tao mới cưới chúc hai chồng tao mau chết. Nói trời ơi, tôi chúc hai chồng mau chết thì hai chồng về lo sống hạnh phúc, thương yêu nhau sớm sớm thương liền, chứ đừng có đợi mai mốt mà thương người chờ chết hối hận đó. Tôi chúc mau chết có nghĩa là tôi kêu hai vợ chồng thương nhau liền đi, biết quý trọng nhau những giây phút còn ở bên nhau để mà hạnh phúc sống với nhau cho nhiệt tình đó nghe. Chứ ngoài ra tôi nói sống lâu hai vợ chồng nó để vài chục năm sau mới thương thì lúc đó nó chia tay sớm thì lúc đó hối hận. Nên tôi chúc mau chết là tôi khuyên á, còn được cơ hội ở bên nhau nên ngày nào nên chăn quý ngày nấy, vậy thì cả đời hạnh phúc. Nên chúc mau chết cũng có lý lắm chứ không giận đâu nghe. Thấy không? Nó bây giờ quý vị coi, bây giờ chúng ta sống ngày hôm nay thì ví dụ như ngày mai những đứa chết là quý vị sẽ quý trọng ngày nay liền à. Còn nếu như bây giờ ông thầy đứa còn lâu lắm thôi nghe từ từ. Đúng không? Nên từ từ đó đâu phải nói mau chết là chết liền đâu. Bây giờ quý vị có chù những đứa chết cỡ nào những đứa cũng sống à. Chứ đâu phải vì chù những đứa chết mà những đứa chết đâu. Đúng không? Những đứa cứ chù những đứa chết hoài đó mà những đứa có chết đâu. Đúng không? Từ từ đó chết là nó có số mạng. Chứ không phải ai nói mình chết là mình chết, hoặc ai nói mình xui là mình xui đâu. Không có. Mình đến cái ngày xui thì mình xui à, còn mình đến ngày tốt là mình tốt mà. Còn cái lý, cái lời nói của người ta nói nó không dính dáng gì cái chuyện của chúng ta chứ. Chúng ta chỉ cần tu nhân tích đức đàng hoàng là được hết trơn. Trời ơi, Phật Pháp học sao mà nó sướng ghê vậy ta. Học sao mà nó thoải mái ghê vậy, sao mà người ta học cho nhiều thứ mà tùm lum tùm la phiền phức hết trơn, đúng không? Đó, nên từ nơi đó mình thấy, thí dụ như Hòa Thượng mình đây, ngài muốn xây chùa, ngài lôi ngài xây à. Nó ủa Hòa Thượng, ngài không có con ngày giờ gì hết Hòa Thượng. Mày đưa tiền cho tao đi, tao xây liền chứ, là ngày tốt đó con. Thấy không? Mày có tiền, mày bữa nay mày móc mà có tiền là mua vật liệu xây dựng gì là tốt đó con. Còn bây giờ lựa cái ngày tốt mà không ai cúng dường hết trơn là xấu đó con. Đúng không? Hiểu không? Nên từ nơi đó thì biết rằng đừng có bị câu thúc tầm bậy. Nói kiểu này là thôi, mấy ông mà coi ngày coi giờ thì cứ như ông quýnh mình chạy mắt dép luôn. Nên từ đó phải nói thật thôi quý vị à. Nhớ nha, những cái công đoạn này quan trọng trong cuộc đời tu của người mình vô cùng ha, rất là quan trọng. Nên cái chuyện mà thờ Phật trong nhà nó rất là quan trọng quý vị à. Gia đình có ngôi tam bảo tuyệt vời, vô cùng quan trọng. Những đức nói rằng nghe, quý vị chuẩn bị các căn nhà lại là cái suy nghĩ đầu tiên quý vị là suy nghĩ cái gì? Là suy nghĩ ngôi tam bảo đặt ở đâu. Chứ không phải là phòng khách hay nhà ăn, mà là suy nghĩ về mặt tâm linh ở trong nhà mình đặt ở đâu. Cái này mới cái quan trọng. Đã ai ít ai nghĩ ra cái này. Quý vị biết rằng cái gia đình mà thiếu mặt tâm linh là cái gia đình này cũng như cây mà thiếu nước. Đúng không? Còn cái gia đình mà đầy đủ mặt tâm linh rồi, trời ơi nó hạnh phúc, dù nghèo nó cũng hạnh phúc nữa. Đầy đủ mặt tâm linh. Nên mình á, khi mà chuẩn bị các căn nhà là mình chọn cái vị trí nào trước nhất để mà mình làm cái bàn thờ tam bảo à, cái điểm đó là điểm quan trọng mình phải suy nghĩ trước nhất à. Đó nên những đức mong mà hàng Phật tử khắp nơi nơi nha, ai cũng gia đình cũng có thờ ngôi tam bảo chứ. Rồi có tờ khóa tu đi. Ôi ơi quý vị mà ở nhà quý vị mà tu được, quý vị khỏi đến chùa cũng được, không có gì đâu. Nó rồi nghe Phật Pháp rồi đem Phật Pháp áp dụng trong cuộc đời của mình. Nó rồi mỗi ngày những đứa cũng giảng hai buổi. Đủ duyên tiện lợi thì đi về đây, còn không đủ duyên thì mình ở nhà mình tu được, có bàn thờ thờ Phật ở nhà. Rồi bàn thờ thờ Phật ở nhà thì giống như mình có ngôi chùa nhỏ rồi. Thấy không? Bây giờ mình đi đến chùa người ta còn mình còn bị lệ thuộc, còn mình có chùa mình có quyền. Mình muốn tu gì mình tu mình có quyền. Có tờ khóa tu nè, rồi có cái điều hộ niệm chuẩn bị sẵn luôn nè. Nó có nghĩa là tu thì tới giờ bật lên cái thờ khóa tu, rồi nghỉ tu thì bật cái điệu hộ niệm để trong bàn thờ xuyên suốt luôn. Lúc nào mà rảnh rảnh cái đi vô bàn thờ thờ Phật nhà mình trang trí cho đẹp sạch sẽ, rồi xong cái mình ngồi mình nhìn Phật mình cười hoài vậy đó. Ngồi mình nhìn Phật mình cười hoài vậy đó. Mình nhìn Phật với mặt mình giống Phật, nhìn Phật mình nhìn Phật với từ từ cái mặt mình nó hiền. Thấy không? Nó cứ vậy tự tại vô cùng không?
đó, rồi sáng tối lên chánh điện mình tu, nó gọn hơn luôn vậy đó. Rồi lỡ mà dịch bệnh hay gì mà không đi đến chùa được thì cũng ở nhà tu được luôn, có thời Tam Bảo mà. Rồi thí dụ như sau này ngôi chùa này là có chuyện gì xảy ra, nó không còn tổ chức cái gì được nữa trơn, thì quý vị cũng có phương pháp tu rồi, nắm rõ phương pháp tu hết trơn rồi. Ở thế gian này mà thịnh thì phải có si chứ chợ. Có con diều nào bay cao mà nó không đáp xuống không? Nó lẽ cao hoài à. Nên mỗi người chúng ta phải nghĩ được cái điều là có thịnh thì có si à. Cái lúc này thì người ta về ào 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 vậy đó, mà đến một ngày nào nó vắng tanh đi chùa Bà Đanh, hiểu không? Không có ai về đây được hết trơn á. Thì tới lúc đó bây giờ ông thầy ông chỉ sẵn hết trơn rồi. Nhà có ngôi Tam Bảo, có phương pháp tu, rồi mỗi ngày nghe pháp hai thờ, rồi vậy mà cứ niệm Phật, rồi bấm số niệm Phật, thấy không? Rồi đi đâu cũng đeo máy niệm Phật để bên mình, để cái duyên mình nghe câu Phật hiệu viết á, mình giống như mình dày cái duyên với Phật. Bây giờ thí dụ như quý vị thương ai thì quý vị lúc nào cũng muốn người ta bên cạnh mình, đúng không? Bây giờ quý vị vừa thương ai với đạo Phật, quý vị muốn lúc nào ai với đạo Phật cũng bên cạnh mình. Mà muốn được như vậy thì phải để cái máy niệm Phật nhỏ bên cạnh suốt luôn, bật suốt luôn. Cái điều niệm Phật nào đi đâu cũng đeo, có hai cái. Một cái hết pin thì cái này đeo vô, rồi cái này hết pin thì sạc lấy cái kia đeo vô. Cứ đeo hoài, đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật chân á. Nghĩa là ăn tổ nghe nó đi vô nhà vệ sinh đừng có bắt niệm Phật lớn tiếng. Còn mình bây giờ mình bèo lắm rồi ăn tổ ơi. Con bèo lắm rồi. Thôi tụi con đeo luôn. Thờ của ngài á, dữ quá, căn tính còn sâu á. Thờ con bèo quá. Thờ con khi té bất đắc kỳ tử nó chết trong nhà vệ sinh luôn chồng á. Nên cho con đeo luôn đi. Chứ cho con ruồi, con mũi, con kiến nó cũng nghe được ăn tổ ơi. Chứ con cũng có tâm gì cái chuyện gì mà không cung kính. Cái gì chứ con gặp Phật là con ngán lắm chứ gì mà con không cung kính được. Phật mà con phải cung kính chứ. Hiểu không? Nên nó thôi đời con cho con đeo luôn đi. Nhà vệ sinh nhà gì con cũng đeo láng hết trơn à. Tại vì sao? Con muốn nghe câu Phật hiệu, con muốn nghe cho quen à, con muốn nghe viết cho cái duyên con với Phật A Di Đà cho dày. Con luôn luôn là con nương ai với đạo Phật là duyên con với Phật A Di Đà cho dày. Con muốn vậy đó. Nên con làm vậy thôi, con muốn đời này vãng sanh. Con muốn lúc nào con cũng được ở bên cạnh ai với đạo Phật ấy. Nên con đeo cái máy niệm Phật nhỏ này đeo suốt luôn, cho duyên con với Phật A Di Đà dày. Nên quý vị biết chùa mình, quý vị coi nè. Như những đức á, hình như lên chánh điện á, tương đối đều đều là được đúng buổi sáng. Bây giờ mà bốn đạo tràng là những đức buổi chiều là có khi những đức không lên chánh điện được rồi đó quý vị. Quý vị coi á, những đức đến qua bên đạo tràng bên kia hoài, chạy vòng vòng quý vị. Nó lập nhân sự mà quý vị không tới lui để coi, để nhắc nhở làm sao có nhân sự ổn định. Hiểu không quý vị? Mới mà buổi sáng à, mà chủ nhật cũng không lên được buổi sáng rồi. Tại vì hai buổi chia sẻ rồi sao lên? Hai buổi chia sẻ câu ai Phật niệm đến cùng với quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc là hai buổi luôn buổi sáng, thấy không? Rồi thì không lên chánh điện tu luôn. Nó rồi là sao? Thì dụng công niệm Phật bằng cách là đeo cái máy niệm Phật suốt luôn. Bên cạnh lúc nào cũng ai với đạo Phật, ai với đạo Phật niệm theo hoài. Nghĩa là dụng công tu mỗi lúc mỗi nơi luôn, thấy không? Cái máy niệm Phật nhỏ này hay đặc biệt. Bữa nay nó về 17.000 cái á. Nó về được là đặc biệt lắm á. Tại vì nó tiện lợi cho mình dữ lắm quý vị. Mà nó bền, vô cùng bền. Nó bền dữ lắm nó. Rồi máy nghe Pháp của cái người mà người ta chưa biết niệm Phật gì hết á, tặng cho người ta chiếc máy nghe Pháp V52. Nghe máy nghe Pháp V52 xong rồi mới để cái máy niệm Phật đeo cổ được. Cái người mà như quý vị ở đây là đeo cái máy niệm Phật đeo cổ được nè. Tại vì quý vị nghe hoài rồi, nó thấm nhuần về tịnh độ thì đeo cái máy niệm Phật này bên cạnh xuyên suốt là được rồi nè. Còn cái người mà chưa từng nghe tịnh độ thì phải cần nghe để gầy dựng. Thích rồi mới đeo cái máy niệm Phật này được nha. Đó nên đi đâu cũng vậy, cứ đeo cái máy niệm Phật nhỏ đeo cổ này nè. Cứ đeo suốt vậy đó. Nó cứ là làm cái gì, nói chuyện với ai, bắt nhỏ lại, để vô người. Rồi tự nhiên trong người mình nó cứ phát ra A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật. Nó cứ phát ra vậy. Nó làm cho mình tâm tư mình nó nhẹ. Khi giao tiếp với ai, mình nói chuyện với ai, nó nhẹ cái tâm mình. Là nhờ có Phật hiệu á. Hay lắm nha. Rất là hay luôn quý vị. Nên từ nơi đó mà những đức nói với các huynh đệ trong chùa, những đức nói là cái duyên của chùa mình á, tổ chức cho người ta tu tiện lợi. Nhất là năm nay là
Năm nay là chương trình quá trời luôn rồi. Cái gì đâu phim ảnh trong chùa mình mà coi không kịp. Ra gì đâu mà nó ra thấy ghê. Người ta lâu lâu mới tập phim, còn chùa mình một ngày mấy tập. Bị coi sao mà nghe nổi. Hiểu không? Gì đâu mà liên liên. Đó thì quý vị biết rằng là chương trình nhiều. Chùa cái tổ chức xuyên suốt luôn, như hôm qua quý vị thấy chương trình kiếm thị không? Chương trình kiếm thị hôm qua là tổng cộng 5.000 người đó, vì nó chuyện giỡn hả? Nó nên nó bây giờ những đức tính ra rồi, chương trình kiếm thị những đức tách làm hai. Mai mốt những đức tổ chức cái chương trình kiếm thị là lấy làm hai chương trình. Người nghèo và mấy bà bầu khắp nơi nơi rước gì đây? Bầu bì với nghèo là một chương trình. Rồi khiếm thị và tàn tật là một chương trình. Rồi phân ra làm hai chương trình. À, ví dụ như 2 tháng tổ chức 1 lần thì chúng ta 1 tháng tổ chức 1 lần. Khi mà bầu với nghèo thì không có què quặt và mù, không có người nào, nghe chưa? Còn mù và què quặt thì không có người khỏe, không có người nghèo, không có người bầu. À, dự phân làm 2 thì nó tầm khoảng cỡ hơn 2.000 thì được rồi, chương trình được rồi đó, hiểu không? Còn nếu mà như hôm qua sao làm, sao người ta cho tiền được đây? Ôi ôi trời, ai đâu mà có tiền đâu mà cho kiểu đó, hiểu không? Chết luôn. Thấy chương trình hôm qua là thấy muốn bể chương trình rồi đó, thấy cái chương trình là muốn đứt rồi đó, nó lên đến mức cực điểm là bứt rồi đó, chứ không phải giỡn đâu. Nếu không tính ra mà nó cắt làm đôi là thua. Thí dụ như bây giờ á, mình cho hàng Phật tử khắp nơi nơi đi ngày đó đi, người ta chỉ cần dẫn mấy bà bầu đến thôi, lên xe đi đến đây mình trả tiền xe luôn, mình chơi vậy đó. Thì mấy bà bầu đến chùa, mấy bà được nghe pháp và được cái lọc của chùa tặng quà cho mấy bà, mấy bà bầu thì dạy mấy bà bầu niệm Phật ha. Rồi mấy bà bầu gì bà đẻ con niệm Phật. Hiểu không? Gọi là bầu niệm Phật, đẻ bầu con niệm Phật. Đó, bầu mẹ niệm Phật, đẻ bầu con niệm Phật. Bây giờ mình phải luyện cho mấy bà bầu niệm Phật luôn. Thấy không? Mình đem mấy bà bầu về đây để mình dạy niệm Phật nè. Bây giờ quý vị chuẩn bị đi. Chuẩn bị quý vị đi tìm bầu đi. Giờ sớm có bầu quý vị dẫn đi hết. À, không, không có sợ trả tiền xe đâu bầu ô. À, bầu cứ đi đại đi bầu. Nhưng mà bầu chưa đẻ chứ bầu còn có 2-3 ngày nữa đẻ được dẫn. Trời ơi, bầu còn có 2-3 ngày nữa đẻ. Mà lỡ đây bà đang ngồi nghe pháp mà chở mình mới chuẩn bị bà đẻ mà gặn ôm sùm. Hay không? Nên từ nào đó ha, nghĩa là mình phải tính ra giúp chúng sanh đa dạng luôn á. Bây giờ cái chương trình mà người có bầu với người nghèo này phải làm. Tại vì chúng sanh nghèo nhiều, bây giờ phải làm để dẫn người nghèo về để cho niệm Phật. Rồi đem máy nghe pháp tặng họ được, chứ không họ không về đâu. Thuê xe cho họ đi hết luôn, vì lỡ phải cho tiền họ nữa, cho gạo nữa, thấy không? Mình phải dẫn cho người ta. Trong cái cuộc đời này quý vị coi, chúng ta sống được bao nhiêu chục năm trong cuộc đời này, sao chúng ta không làm? Trời ơi, làm cái cầm theo được mà không làm, đợi mai mốt chết rồi để cho người ta hồi hướng. Hồi hướng được nhiêu rồi trời. Ôi tôi làm bây giờ, mai mốt hồi hướng kệ. Bây giờ có tiền là làm luôn đi, chứ đừng có đợi sau này để là cho nó 49 ngày làm cái này làm cái kia. Trong kinh Địa Tạng Phật nói rõ ràng, lúc mình còn sống làm 7 phần thì hưởng 7 phần, mà sau này mình chết để tiền của lại cho người ta làm thì 7 phần hưởng được có 1 phần, mà phải làm đúng nghe thì mới được 1 phần. Còn làm tàu lao bác xế thì 1 phần cũng không được luôn nữa. Cái đó là người ta làm chứ đâu phải mình làm. Lúc mình còn sống là mình phát tâm làm, mà khi mình chết mình để lại là người ta phát tâm làm, chứ không phải là mình nữa. Dù tiền của mình, nhưng đó là người ta làm. Hiểu chưa? Nó nên mấy bà già trong chùa mà bà nào bà nói tiền này con để trong 49 ngày thầy làm cái này cho con, vậy Đức nói thôi bà làm phước cho rồi đi, mệt quá. Bà đợi chi cho 49 ngày thì khi bà chết xong thì những Đức cũng lo, chứ không lẽ những Đức để cho thúi sao? Ở đây những Đức lo cho bà thì bà chết thì những Đức lo Iran à. Bà có để là bao nhiêu tiền thì những Đức cũng lo Iran vậy à. Chứ những Đức không có lo hơn gì nữa chân á. Nên bà làm thì làm bây giờ để những cục đá trên vai của bà buông xuống nhẹ bớt, để bà đi cho nó khỏe. Chứ bà ôm đá mà bà đi mà bà đợi thì khi 49 ngày ta hồi hướng cho bà để đá rớt xuống tầm bậy.
lúc còn sống không chịu buông đá xuống, đi cho nó nhẹ, hiểu không? Cái nguyên lý này có nhiều người thất bại ghê, hiểu không? Nên có những người rồi ơi, tự nhiên đem số tiền chôn vô cái mồ, cái mồ mua cho thiệt là nhiều tiền để chuẩn bị sau này chôn mình đó, hơi sức nào lo cái chết cho nó mệt, sống chịu lo lo chết. Thì suy nghĩ kỹ đi, bây giờ còn sống này sống cho nó vui nè, rồi niệm Phật nè, bố thí cúng dường nè, làm những việc thiện nè, làm đi. Còn mai mốt mình chết là có người lo cho mình, là cần sợ gì mà ta không lo. Còn nếu người ta không chôn mình thì người ta ngửi mùi thúi, sợ gì? Cái này là không sợ nha. Lo là lo lúc còn sống này chứ không có lo lúc chết. Chết mặc kệ, nó không cần quan tâm tới. Ai muốn làm gì đó là làm chuyện của người ta, thấy không? Mình có phước thì có người lo, còn mình không có phước cũng có người lo, nó không ai để cái xác này nó thúi ình lên cho người ta ngửi đâu. Nên không có quan tâm tới cái chuyện chết, lo là lo lúc sống thôi. Nên những đức hướng dẫn quý vị thấy không, nó thoải mái không đó. Rồi á, Du Lan tổ chức á thì có cúng dường chư tăng, chư tăng ni về cái ngày Du Lan cũng đông, nên thông báo lên vị cho ai người ta thích cúng dường chư tăng, người ta lợi người ta cúng dường chư tăng. Còn riêng những đức là điều điều quý vị ơi, riêng những đức là điều cúng hoài luôn, đúng không? Nhưng mà ngày Du Lan hai ngày thôi thì quý vị khắp nơi nơi chư tăng chư ni về quý vị đến vị cúng dường chư tăng. Đó là những đức thông báo chương trình vậy đó. Nhưng mà cái chương trình Du Lan của ngày thứ bảy chủ nhật tuần tới nè là ngay ngày 16, 17, ngay ngày thứ bảy chủ nhật luôn. Đây là cái chương trình mà chúng ta tổ chức hai ngày. Có nghĩa là sáng ngày 16, thấy không? Sáng 16 là ngày thứ bảy. Thì chúng ta cũng cộng tu y gan ngày chủ nhật gì luôn. Chúng ta về như cộng tu ngày chủ nhật luôn, ngày thứ bảy nha. Rồi bắt đầu chúng ta ở luôn. Còn nếu chiều ai đi về thì kể về. Còn nếu không thì ở luôn. Ở luôn cho tới ngày mai chủ nhật. Rồi giống như là sáng gì, rồi tiếp tục rồi chiều, rồi bắt đầu tối. Nghĩa là ngày nghe pháp ba lần, rồi niệm Phật lễ Phật, rồi chiều lại là chúng ta tụng kinh Du Lan, rồi lễ Phật tiếng. Thì khoảng cỡ 9 giờ 15 20 giờ là xong chương trình, hiểu không? Rồi ngày mai chủ nhật cũng y rang vậy luôn, là hai ngày liên tục, hiểu không? Hai ngày liên tục vậy đó. Rồi phóng sanh một ngày ba lần, rồi cúng tế thực ngày hai lần, mà cúng tế thực cho nhiều. Nó tại vì ngay tháng 7 này mà bây giờ mỗi ngày như đức cũng kêu đại chúng mua đồ cúng tế thực nhiều lắm á, cho chư hương linh đó quý vị. Rồi chủ nhật đồ gì nữa nè ha. Nên quý vị biết rằng là cái tháng 7 này nhiều người chúng ta mình muốn cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình lắm, nhưng mà giữa cá nhân mình thì nó không đạt tiêu chuẩn bằng là đại chúng. Mình nương vào cái đại chúng này nè, mình vừa tu phước tu duyên để mình hồi hướng, mình cầu siêu cho ông bà tổ tiên mình thì nó đặc biệt lắm quý vị. Nên đây là những cái chương trình mà cơ hội để chúng ta tổ chức được mà mình tu phước tu duyên. Có nghĩa là về đây là tự nhiên mình tu phước tu duyên được à, với đại chúng. Nên những đức nói cái chùa mình bây giờ ngày chủ nhật này là đông dữ lắm quý vị, thấy tràn lan đại hải ngày chủ nhật bây giờ là đông dữ lắm á nghe. Đó bây giờ là người ta về giết người ta đồn với nhau mà người ta vui, người ta vui vẻ nên giết người ta về ngày chủ nhật. Mà sáng nay cũng mát ha, hôm qua mà nhiều người khiếm thị mà hội tội nghiệp đã không thấy đường mà trời mưa chạy lang thang nó đụng đầu bụp 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 bụp, tại vì nó đông quá nó chạy tứ tung lang thang. Không mà công nhận cái gì nó cũng có sức sinh tồn ngay thiệt. Đòn 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 mà giờ mưa mà nó chạy xong nó lạc rồi hết trơn. Gì mà chút biết sao nó ngửi mùi nó lỡ đòn từng nhóm lỡ lỡ nó sao mà nó hay ngộ ghê. Đúng là cái sức sinh tồn của con người ta trời. Tại vì nó mưa xuống nó chạy. Trời ơi nó chạy quá trời chạy, nhưng đứng ở trên lầu thì đứng thấy gì đâu mà không biết sao mà nó chạy mà nó chách mấy cái ghế hay thiệt. Ồ kiếm thị công nhận hay thiệt. Mấy cái ghế đá quý vị, mình tưởng đâu chạy đụng đầu vô đó chết. Gì đó mà nó chạy nó tránh được ghế đá nghe. Ồ nó chạy quá trời chạy luôn. Hôm qua vì thấy mưa đó thấy không, chạy vô trong cái. Mà công nhận mấy người trưởng đoàn nhiệt tình thiết ghê. Mấy người mù chạy, mấy bà trưởng đoàn mới ngồi lại hỏi mấy bà trưởng đoàn: ủa sao cô không vô trong cô ngồi đi, mà cô ngồi đây chi ạ? Mà nó chờ ơn ngồi đây để giữ chỗ. Ngồi đây để giữ chỗ, để chút người mù qua người không có chỗ, người dẫn họ đi mà không có tiền về chữ chết luôn á. Không, mấy cái bà trưởng đoàn của tội nghiệp tới ghê trời.
Bởi vì quý vị thấy ông kia người ta cho tiền là mấy bà mà trưởng đoàn á, mấy bà thì không có lấy tiền gì hết, nhưng mấy bà kêu mấy cái bà cho tiền này này nè, còn đây chưa cho nè, là nhóm của bà đó còn chưa cho bà chị. Bà nói đi về mà nó tiền nó chửi sùm bà chứ, nói đi ngày nay được có mấy ngàn chữ tá lã ông Vinh thì coi thấy khổ chưa. Trời, đúng hơn thế gian này làm việc thiện mà cũng chịu đắng ăn xôi bữa nói chuyện dẫn chơi hả quý vị, hiểu không? Mà mấy bà nói rõ ràng mà lên xe bữa nào mà có tiền nhiều là nó khen bà này dẫn đi tiền nhiều quá trời, được triệu mấy luôn, nó cười hú ý. Mà bữa nào mà nó lộn mà nó không có được ở 500 ngàn rồi không được, nó lên xe nó giết cái bà trưởng đoàn. Nó từ nơi đó vậy, thấy không? Dẫn người đi tu cũng phải có cái tâm lượng kinh khủng lắm, chứ không có đơn giản chút nào, thấy không? Nó nên quý vị coi một cái chương trình mà người ta phát tâm ta dẫn đi vậy đâu có đơn giản đó. Nên mình cứ chỉ điểm làm sao người ta mà cúng dường cho họ, cho tiền họ được chút đỉnh thôi, họ mừng dữ lắm quý vị. Vậy mà hôm qua có đâu 10 người xong rồi nó nói ngồi hoài mà không ai cho hết trơn, trời ơi trời. Nó khóc hù, nó cứ xe xách cây gậy nó đi mà mình nó dẫn thêm 9 người đi vòng vòng chùa, giống như đi niệm Phật vậy nè. Đi vòng vòng chùa làm nè. Trời ơi, tôi sáng giờ ngồi mà được có 2 ngàn rồi, trời ơi. Nó đi vòng vòng nó nói vậy đó. Cuối cùng mình thấy tội nghiệp quá, mình cho thằng đi 200. Nói, trời ơi, còn có 200 rồi, trời ơi trời. Phật tử tao bu lại, tao nói thấy tội nghiệp quá, cho người thêm 50 nữa. Xong cái được 500 ngàn nói, trời ơi, 500 ngàn về được rồi, trời ơi. Đúng là tội nghiệp thì ghê. Thì thấy ông ngồi mà đâu đơn giản đâu. Đợt này họ biết ở trong chánh điện này cho tiền nhiều, hôm qua mới có 1.500 đi, trời trời. Lúc trước á là 2 giờ mới đi, là có hai ba đòn thôi 2 giờ, mà gì mà hôm qua mới 1.500 đến, 3 giờ là khoảng 20 mấy chiếc xe 50 ngồi nói chuyện, mình đứng kế bên mình nghe nó đâu thấy mình đâu. Thằng kia hỏi, ủa bộ mày nhớ chùa lắm sao mà mày đi đến sớm gì? Thằng kia nó nói, nhớ gì mà nhớ, tao đi đến sớm tao vô chánh điện. Trong chánh điện cho nhiều. Ở trên mà tao nghe ông thầy Đức nói 60 người. Mày canh đi, mày ăn no đi, mày chút mày chạy lên đó mày ngồi liền. Ở trên đó nó cho tiền nhiều dữ lắm. Vậy mà ai cũng canh vậy đó, mà mới có 3 giờ mấy mà 20 mấy chiếc xe 50 chỗ xuất hiện tràn lan đại hải chứ, lên giành chỗ trước kinh khủng không. Nó nên từ nơi đó không, họ từ từ họ biết rồi đó, họ biết ở trên đây nè. Nên hôm qua mà đứng mà sắp mà 60 người trên đây á, mà viên Nhật đồ chặn ai phay cũ với họ luôn. Họ dưới không thấy đường thì họ ban đại lên, họ viên Nhật chặn lên, mà viên Nhật lùng xỉn lắm, viên Nhật là không có được ngồi, sao mà được ngồi, không có được chàng đến đây. Vậy mà hai người nó đung vào viên Nhật văng qua một bên. Ôi là trời, đúng là lên chùa chơi ghê thiệt chứ. Viên Nhật qua bên gặp viên Đức, mà viên Nhật có nói, ấy thầy, giao ai trách nhiệm này đi. Thì ghê quá à. Con lấy tay con chặn lại, con nói ấy, không có được đi vô đây, sao mà được ngồi. Vậy mà nó cầm cây gậy nó đung. Đúng. Kiểu như mù không thấy thầy bài chứ á. Hồi mấy người mù mình ớn lắm. Nên ôm mà ngộ lắm nghe. Họ mà ngồi đếm tiền nghe quý vị lợi khiều họ một cái là ghê lắm nghe. Không có biết, thầy đâu có thấy thầy bà gì đâu. Có bị hởm, nhìn thấy họ đang ngồi điếm tiền, điếm, những đức lợi, những đức khiều cái chân họ. Nó nói, thằng nào à? Làm thấy ghê lắm. Ồ, nó quay lại, nó làm mình hết hồn trời. Mình khiều nó nhẹ cái thôi.
à, khiều nó nhẹ cái thôi, trời, mình khiều nó cái thôi nghe. Hỏi thằng nào, thằng nào khiều tao mà nó lấy chỏ làm nè. Sợ lấy tiền, sợ lấy tiền, khiêu cái thôi là nó làm chỏ làm nè. Nó thôi thôi thôi, tránh xa mày ra chứ mày cho cái chứ không có cái răng ăn chắc. Hiểu không? Còn mấy cái răng để ăn cơm bây giờ. Gặp mấy ngày ghê quá. Ờ, ghê vậy đó. Nó chỏ không phải đơn giản đâu. Nó nên á, mà cái tổ chức cái chương trình này là cả một vấn đề. Nó phải là phát tâm dữ lắm mới được đó quý vị. Ừ. Vậy mà kéo dài bây giờ cũng gần 6 năm giờ. Chương trình khiếm thị như cũng 6 năm rồi đó quý vị. Mà bây giờ nó đi đến cái lượng người này là thôi là dữ dằn quá. Không? Nên có nhiều cô Phật tử nói tờ ơi, đi với ông thầy Nhận Đức này viết trong túi không còn cắt. Cái gì đâu mà ổng cứ liền liền. Cái gì đâu mà ổng kêu cho tiền người ta không, chứ không phải gì đưa cho ổng gì mà ổng chơi gì liền liền kiểu này. Viết mà tiền bạc gì viết mà cạn kiệt á luôn. Nhận Đức nói cạn kiệt tiền nhưng mà phước dày. Nghe không? Bà nói phước đâu không thấy. Phước đâu không thấy mà thấy mất tiêu tiền hết trơn. Nè, quý vị biết rằng phải gan nghe. Làm là phải gan. Đừng có sợ hết tiền, nó không có hết đâu. Chùa mình có hết tiền đâu. Phải chi mà Nhận Đức kêu bị cho tiền mà Nhận Đức không cho thì Nhận Đức bị nói thầy có cho đâu, bắt con cho không, đúng không? Mà cái chương trình khiếm thị là Nhận Đức chơi dữ nhất rồi còn gì nữa. Trời ơi, hôm qua dữ lắm á trời. Mình không có nói con số chi cho nó mệt, cho người ta dị nghị phải không? Dữ lắm á. Trời. Ông mà nghe nói làm chương sống lắm á. Kiểu mà đang xây dựng chùa mà biết được cái là một cậu rồi mày ôm mày ôm. Chùa đang xây dựng mà mày lôi không mày làm chứ. Đúng không? Không phải xây dựng làm chứ. Chứ không lẽ mình dồn hết xây dựng sao? Đúng không? Nên từ đâu đó mà lôi ra mình làm quá trời luôn. Mà bây giờ những đức tính mà lễ với Bồ Tát Quán Thế Âm đợt này là lễ 2000 nha. Nói là làm á, có giỡn không á? À. Nó tại vì ngày 18 nó nằm thứ bảy, nó ngày 10 không phải ngày 16 nó là ngày 16 nó nằm thứ bảy, thấy không? Ngày 17 nó nằm 18 rồi. Ấy quên à. Không, nó tóm tắt là nó tóm tắt là 17 18 19 20 gì đó là trong 4 ngày đó. Miễn sao mà 4 ngày thôi, những đứa quên mất tiêu rồi. Trời ơi, chú chắc điên quá. Không, mà nói tóm lại là 19 tháng 9 cái này là lễ Bồ Tát Quán Thế Âm là 4 ngày. Lại 2000 lại. Thấy không? Nó bây giờ Phật tử khắp nơi nơi chuẩn bị chân cẳng đi. Hiểu không? Chuẩn bị xe cộ rồi đi, bắt đầu mà đánh chặn này, chặn quyết định đó nghe. Nó bây giờ 2000 lại này những đức tính á. Là bây giờ mình phải lấy cái ngày cuối cùng đó nghe. Là chuyến này Nhận Đức chuẩn bị phải đặt 10.000 cái máy niệm Phật. Mà phải làm sao mà có mấy chữ nữa ha. Mấy mấy? 4 chữ. Nó là kỷ niệm. Kỷ niệm lễ 2000 lạc. Nó mình đặt 10.000 cái máy niệm Phật ha. Nó rồi được mà máy nghe pháp thì 10.000 cái nữa thì ngon quá. Đúng không? Mình tặng cho cái người mà cái ngày cuối cùng đó mà lễ mà quyết định 2.000 lại nghe. Nó mỗi người món quà chơi luôn. À. Làm luôn quý vị. Không mà làm cái là tự nhiên có người chung tay mình làm. Nhiều đâu. Có nhiều đâu. Đúng không? Bây giờ chúng ta đừng có nói con số nó ghê quá. Biết không? Con số thì nó dữ dằn rồi đó, thấy không? Thôi không nói con số, chúng ta chỉ nêu lên là mình cố gắng mình làm 10.000 cái máy niệm Phật là cái chính là mình phải làm 10.000 cái máy niệm Phật. Còn nếu mà phát sinh mà đủ duyên mà làm được á, tại vì máy nghe pháp thì hơi khó làm đó, không biết kịp hay không, thì máy niệm Phật là chắc chắn là 10.000 cái mình làm được đó, thấy không? Rồi máy nghe pháp V52 mà mình làm được 10.000 cái nữa
là mình chuẩn bị ngày lễ Viếng Vô Quang Âm Bồ Tát mà ngày cuối nha, là mình làm xong là mình tặng cho mọi người món quà để làm kỷ niệm luôn. Cái đó cái chương trình nó phải vậy đó. Thật sự mà nói với quý vị, đến cái thế gian này mà làm việc cho chúng sanh được thì cứ làm đi. Vì mai mốt cuộc đời của người chúng ta muốn làm cũng không có được. Nên đủ duyên thì cứ chân thật mà làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Nó ý nghĩa trong cuộc đời quá trời mà quý vị, hiểu không? Đó, nên mỗi một con người chúng ta nên chân thật làm cái mà mình cầm theo được. Mình chân thật mà làm đi. Nên những đức nói rằng mình ở trong chùa viết rồi mình hiểu rồi. Phật dạy mà phải tin mà làm. Phật dạy tin mà làm. Thí dụ như bây giờ quý vị cúng dường chay tăng đi, quý vị cúng dường chư tăng ni đi. Quý vị nhớ nè, hà Phật tử ở đây và Phật tử khắp nơi nơi nghe nhớ nè. Không phải mình cúng dường ở chư tăng chư ni là mình cầu chư tăng chư ni ban phước cho mình, không có phải. Nên có một công đoạn mà vua Đường á, thờ của ngài Huyền Trang á, là Tam Tạng Pháp Sư á, nó thì vua Đường mới thỉnh hỏi ngài Huyền Trang: chẩm dự định cúng dường cho chư tăng chư ni, nhưng mà chẩm nghe nói tăng ni bây giờ tu hành không đúng pháp, nhiều người tu giả dối quá, như vậy thì chẩm cúng dường như vậy có được lợi ích gì hay không? Thì ngài Huyền Trang ngài nói gì? Nhà vua cúng dường là phát tâm từ tâm mà cúng. Cúng đây không phải là cầu phước từ họ, mà là từ tâm thiện cúng thì tự nhiên sanh phước. Vậy thì tất cả những cái việc chúng ta cúng dường hay tạo chùa chiền, hay là mình làm việc thiện gì trong cuộc đời này, quý vị đừng có cầu cái phước từ chỗ đó, mà phát xuất từ cái thiện tâm mà làm thì lợi ích rồi đó. Đúng rồi đó. Thí dụ như giờ người khiếm thị gì, họ có quậy cỡ nào chuyện của họ, nhưng mà không có quậy nghe, chứ vị biết đó, ngồi nghiêm túc lắm đó. Nhà Đức mà lên là nói chuyện là họ vui, họ vỗ tay ôm sùm, chứ họ thích Nhà Đức lắm, không có quậy phá gì đâu. Quý vị cúng không phải là cầu phước từ họ, mà phát xuất từ tâm thương họ mà làm. Đúng rồi đó quý vị. Rồi con người ai mà không cần cơm ăn áo bằng thì mình cúng dường cho người ta để là cơm ăn áo bằng. Còn cái chuyện tu hành sao là chuyện của người ta. Còn việc của mình phát xuất từ tâm thiện mà làm, từ cái tâm thiện này sanh phước, là từ tự tánh hiện lộ. Hiểu được nguyên lý cúng dường và hiểu được cái việc mà phóng sanh, rồi cái việc xây chùa tạo tượng đúc chuông, toàn là vì chúng sanh mà làm. Mình không cầu gì hết, không cầu tự có, không cầu nhưng tự có 100% luôn. Nên những đức nói không có nói cái công đức đó. Những đức nói về cái thiện tâm phát ra thì không nói công đức. Còn cái chuyện quý vị làm từ tâm sao sanh ra vậy à, nhân quả tương đồng, hiểu không? Hiểu được nguyên lý này rồi thì khi cúng dường là nhiệt tình thôi, khi cúng dường là phát tâm chân thật cúng thôi, có tâm cung kính, có tâm tôn trọng mà cúng thôi. Vì ai cũng là một vị Phật sẽ thành chứ, đúng không? Ai cũng là Phật sẽ thành hết trơn á. Đức Thích Ca Mâu Ni nói mà. Nên chúng ta chân thật làm đi, nó nhiệt tình mà làm những việc gì mình có thể làm được trong cuộc đời này. Nó chỉ cần niệm niệm nghĩ về người thôi, cứ làm. Nó bây giờ quý vị coi như chùa mình giờ tràn lan đại hải á, người ta khắp nơi nơi bốn phương ta về đó, về đông lắm. Chùa mình giờ về ở tu đông lắm. Tại vì sao? Ở đây đầy thì qua bên kia thôi, có nhiều chỗ mà, đúng không? Nó nhất là ngôi chùa mới là chỗ nằm bao la. Ôi bốn vị trí nhà đó cả ngàn người ở, đúng không? Mai mốt qua đây đầy qua bên kia. Nó quý vị coi lay quay cái là Du Lan xong rồi lay quay tới Trung Thu. Thôi quên Trung Thu, quên Trung Thu nữa. À gì đâu mà liên tục. Mấy cô trong chùa mình với mấy chú trong chùa nói trời ơi chiếc chúng con khờ hết trơn luôn, nấu ăn với khờ luôn, mặt đứa nào tôi nấy khờ khạo mệt. Nó mới hôm qua là cái 5.000 người bữa nay xuất hiện tiếp tục, nó thấy chưa? Nên nó lay quay tới Trung Thu, những đứa kêu Liên Như đi mua 5.000 cái đàn Trung Thu, năm nay chuẩn bị 5.000 cái á. Thay vì năm nay chương trình Trung Thu năm nay là mấy bà già được dự chương trình luôn, chứ không phải chương trình này dành cho con nít không. Mà cái chương trình mình tổ chức nó phải lạ thường là cái gì? Mấy bà già 80 tuổi nó cầm đèn Trung Thu đi chơi vậy đó.
à, thôi trời, cả đời người ta già, người ta khổ quá trời người ta mà. Bây giờ tự nhiên cái ngày Trung Thu chỉ cho con nít không mà ngộ ghê. Có con nít mới có người già, có người già mới có con nít, đúng không quý vị? Từ nơi đó cái gì nó cũng phải có chứ, sao mà mình dành cho con nít không? Nên những đức mong cái chương trình Trung Thu của mình tổ chức á, sau này mà Trung Thu phải cho mấy bà già chơi chung. Tại vì mình trong chùa những đức thấy rõ ràng quý vị ơi, mấy bà già mấy bà thích vui dữ lắm quý vị ơi. Trời ơi, có cái bà già bên Bảo Tháp quý vị coi bữa đó rõ ràng không? Nó có chương trình những đức để lên đó. Bà già bà 92 tuổi, bà lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Lễ 3 ngày ngon lành luôn đó. Bữa sau là tổ chức sinh hoạt đó mà bà nhảy 3 bài hà hát luôn á. Nhảy từ đầu tới cuối nhảy hoài không chịu nghỉ. Nó công nhận bà già 92 tuổi mà bà sung là che thấy gì. Nhảy 3 bài hát nhảy hoài không nghỉ. Thì quý vị biết. Mà mỗi lần như Đức cho mấy bà già bà lên bà nhảy nhạc đó nha. Trời ơi bà vui lắm quý vị không? Ờ, hỏi bà nói bà vui lắm, thích vậy đó. Hay không? Thì ra mình hiểu được rồi. Người già mình phải cho người ta chơi thì người ta mới khỏe. Ờ, chứ đừng có để cho người ta buồn là bệnh nghe quý vị. Nên tất cả những người làm con á, trong cái mùa Du Lan này mình nghe quý thầy giảng gì hiếu thảo rồi tùm lum tùm la, đâu phải là đợi mùa Du Lan mới hiếu đâu trời. Bây giờ mình nên dành thời gian cho cha mẹ mình nhiều một chút đi. Có tiền đồ lì xì cho cha mẹ. Quý vị nói đem lợi cúng dường tam bảo mới có phước. Phật mà nhập niết bàn rồi, cha mẹ hiện tiền như Phật còn tại thế. Bây giờ cha mẹ còn đó, họ cũng đâu có xài nhiều đâu. Vậy mà mình cho tiền họ, mình dạy họ niệm Phật, họ nghe lời. Ngộ lắm, họ không chịu tu nghe, mà mình cứ đem tiền mình cho hoài đi. Giết từ từ là họ tu theo mình. Thương mình, thương mình nghe lời mình à. À, chứ đừng có nói họ để con đem tiền này con cúng dường cho thầy, cúng dường cho tam bảo để hồi hướng cho cha mẹ con, để mà cha mẹ con để chuyển nghiệp, để mà biết tu. Không dám tu đâu. Như vậy đưa tiền những đức không, họ không có tu đâu, còn ghét những đức nữa. Cho tiền họ, trực tiếp cho tiền họ. Cầm tiền cho cha mẹ không biết tu, cho tiền họ. Muốn ăn gì ăn, muốn xài xài kệ họ. Quýnh bài cũng được, nói chuyện của họ. Làm chuyện gì làm chuyện của họ. Còn bản thân của mình làm con, cho tiền cha mẹ là cho tiền cha mẹ. Còn cha mẹ thích chơi cái gì vui đó là chuyện của cha mẹ. Bổn phận làm con có làm hết cái trách nhiệm của bổn phận làm con thôi. Vậy là đúng rồi. Quý vị nói bây giờ cha mẹ con làm tốt thì con mới cho tiền, chứ làm xấu cho tiền chi. Làm xấu mà họ vui với quý vị, nó không có thành quán thù. Mà nếu như mà nó gây quán thù là tự nhiên thành nghiệp. Nên những đức nói với mấy cô mà chăm mấy bà già trong chùa, những đức nói vậy nè. Mấy cô à, mấy bà già bây giờ bà tám mấy tuổi, bảy mấy tuổi bà gần chết hết rồi. Bây giờ mình nói là mấy bà già không được xài dầu. Mà bây giờ có một chút dầu thôi à, mà bà nhức chân, mà không cho bà xài. Rồi bây giờ bà tức cô, bà ghét cô. Bà ghét cô mà bà không dám nói, bà ấm ức trong lòng. Ấm ức trong lòng. Khi bà vừa chết cái là cái tâm ấm ức trong lòng đối với cô, là cặp mắt của bà chụp ngay cái hình của cô. Khi ai mà hạn mình là cặp mắt nó chụp ngay cái hình mình à. Nó chụp cái hình mình đem đi. Mà nó đã ghét mình, nó săn hẳn thì nó chụp cái hình mình đem đi để thành quỷ. Săn hẳn thì quỷ. Mà quỷ thì theo mình. Hẳn mình, theo mình. Theo mình để báo thù. Thấy chưa? Sao mình đi làm cái chuyện dạy khờ như chi vậy? Nghe không? Bây giờ nếu như họ thương mình, họ quý mình, dù họ có làm quỷ đi chăng nữa, họ cũng theo hộ trì mình. Chứ không có hại mình. Mà mình đi tạo cái nghiệp chướng chi để người ta theo mình, người ta đòi nợ. Nên từ nơi đó có những cái mình giúp người ta nhưng người ta ghét. Nhưng có những cái mình cho người ta vậy mà người ta vui. Còn bây giờ mình giúp ta mình nói đi tu đi, niệm Phật đi này kia đồ mà ta không thích. Nhưng có những cái người ta không có tu mà mình cho người ta cái lợi ích thì người ta lại thích mình. Mà thích mình là gieo cái nhân thiện. Đời này mình về cực lạc, mình trở lại mình độ họ dễ hơn. Nên phải nhớ cái câu á, Phật Bồ Tát độ sanh thì vô lượng kiếp, phàm phu độ sanh thì muốn một đời. Không có được. Phàm phu độ sanh muốn một đời nên sanh phiền não. Hiểu không? Giống như những đức bây giờ ở đây nuôi cái cụ già mà đưa lên cái tiêu chuẩn mà tiêu chuẩn á, thì sanh phiền não lắm. Nên ở trong chùa sống chung chung được rồi. Bà nào giác ngộ nhiều thì lợi ích nhiều. Bà nào giác ngộ ít thì lợi ích ít.
cái chuyện đó của bà. Còn chuyện của mình nuôi, hết lòng nuôi, giúp cho bà vui, hết lòng giúp cho bà vui. Vậy thì cái duyên bà quý mình, ăn tình với mình về Cực Lạc trước đi, rồi mình trở lại mình nói gì bà cũng nghe chứ. Thấy chưa? Phải nghĩ như vậy, nghe chưa? Nên là cha mẹ mà chưa có tu hành gì, đừng có nói là cho tiền cha mẹ chi đi quýnh bài, đi ăn thịt. Ăn thịt, quýnh bài là chuyện của họ, đâu phải mình kêu họ đi quýnh bài ăn thịt, đúng không? Vậy còn bổn phận làm con, cho tiền cha mẹ là cho tiền cha mẹ à. Cứ có tiền cho cha mẹ lấy rai hoài vậy đó, cứ cho lấy rai gì hoài vậy đó. Rồi ăn tình đó nó bả, ổng bả đi theo mình hoài, cứ đi theo tò theo mình vậy đó. Gặp mình cái là con, thấy chưa? Không, con là từ từ ha, cái bắt đầu là con đi đâu vậy con? Cái bắt đầu là mình nói đi chùa, cho ba mẹ đi theo với con, thấy chưa? Ăn tình rồi mình đi đâu họ muốn đi theo, đúng không quý vị? Nên phải làm cái ăn tình nó mới hay. Ở đây mấy vị biết rằng những đức mà gặp mấy bà cụ già là bữa nay mua kem cho cái cụ ăn nghe, bà vỗ tay ầm. Mà có một cây kem chứ có gì đâu, thấy không? Hôm nay mua cho cụ hai bộ đồ nghe, vỗ tay vui lắm. Nên nói cái gì im ru, thấy không? Cái gì mà những đức hét cái là sợ lắm, không dám. Tại vì sao? Vì bà ăn tình rồi. Còn nếu mà bà ghét mình nữa nghe, mình mà nói bà làm bà kênh lại đó chậu, bà kênh lại mình cũng chạy mắt dép luôn chứ mình dám làm cái gì bà, thấy không? Nên thấy chưa, nên nuôi con người được và dạy con người niệm Phật được là do ăn tình mà ra. Nên quý vị đây có cha có mẹ chưa biết tu, quý vị đừng có nói rằng thôi con đem tiền cúng dường Tam Bảo cho cha cho mẹ toàn là xài cái thứ gì không. Đừng có nghĩ cái gì, cho là cho, đừng có nghĩ người ta xài cái gì. Xài cái gì là chuyện của người ta. Khi quý vị cúng dường làm chuyện gì cũng gì, đã cúng là cúng à. Cúng là quên đi, đừng có nói cúng mà bắt buộc người ta phải làm cái gì đó tốt. Làm tốt làm xấu đó là chuyện của người ta. Còn chuyện mình cúng là cúng. Hiểu không quý vị? Được như vậy thì nhẹ lắm. Thật sự mà nói cũng không phải là được cái tâm này liền đó quý vị à. Ban đầu cũng tính toán so đo lắm chứ không dẫn đâu. Ban đầu những đức làm gì cũng tính toán so đo lắm. Nhưng mà khổ quá. Làm mà còn mệt. Thôi khỏi đi. Làm sao mà tâm trạng mình nhẹ nhàng nhất thôi. Mình phát thiện tâm thì mình được thiện quả. Còn người ta phát ác tâm thì người ta gặp ác báo, đúng không? Nhân gieo sao thì quả chịu vậy. Chúng ta đừng đụng đến quả báo của người ta thôi à. Vậy thì nước sông phạm nước giếng, quý vị sống rất tự tại, thấy không? Nghe như vậy rồi là cỡ mở tâm tư. Nên có một đoạn để là nên dùng cặp mắt trí tuệ để soi sáng con đường ta đi. Mình học Phật là đang dùng cặp mắt trí tuệ này đó để soi sáng con đường của mình đi. Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói tự các con đốt đuốc mà đi, đúng không? Đó, hãy nhìn từng đời đi qua cuối cùng được những gì. Nè, học Phật nè, dùng cặp mắt trí tuệ để coi từng đời con người đi qua cuối cùng được gì. Đó, bây giờ đời ông bà cha mẹ mình từng đời, đời bao nhiêu người làm vua chúa, đời của bao nhiêu người giàu sang đi qua đó. Trong cái cuộc đời này quý vị nhìn đi, bao nhiêu con người giàu sang đi qua, cuối cùng cuộc đời họ được gì. Dù cho giàu, vô cùng giàu, có những người ở Việt Nam mình họ giàu nhất Việt Nam luôn đó. Rồi bây giờ nếu họ không biết tu, họ không biết niệm Phật, họ không cầu sanh cực lạc, cuối cùng cuộc đời họ được gì? Hả? Của cải này cầm theo hả? Cầm của cải này theo hả? Không cầm theo được cái gì chứ. Những đức nói cái phúc lớn nhất của con người ta mà có tiền mà biết tu nhân tích đức. Còn những đức mà có tiền nhiều, những đức giải cả cái nước luôn chứ đừng có nói mà giải bình thường, tôi chơi sạch nhách luôn. Hiểu rồi. Tại vì tiền không cầm theo được. Đem tiền đổi qua phiếu công đức hết luôn, giải sạch nó. Thiện ác gì mình giải hết, mình gieo nhân hết. Có nghĩa là đất khô cằn hay đất màu mỡ giải sạch hết luôn. Có nghĩa là mình giải hạt giống thiện tâm này đầy đường hết trơn. Đến thế gian này cơ hội là đem hạt giống thiện tâm đi giải, giải tá lả âm binh hết trơn á. Đó, giải đi. Rồi quý vị về cực lạc đi. Rồi quý vị trở lại, quý vị y gan hòa thượng Tịnh Không vậy đó.
Thì coi phải Hòa Thượng Tịnh Không cái duyên giải của nhiều đời nhiều kiếp không? Nên Ngài đến thế gian này một cái là quý vị coi khắp nơi trên thế giới, quý vị thấy chưa? Bây giờ Ngài mất rồi, khắp nơi trên thế giới mỗi ngày ta niệm Phật hồi hướng cho Ngài đó. Quý vị thấy có mấy người được vậy không? Đó, đó là vì sao? Vì lúc Ngài còn sống, Ngài đem cái hạt giống thiện Ngài giải đầy hết trơn á. Nên từ nơi đó mà khi người ta mất đi là khắp nơi hạt giống thiện đó trả lại cho người ta. Nó, trời, cuộc đời con người khi xuôi tay nhắm mắt thì cùng như nhau thôi. Người ta chết đi thì khắp nơi trên thế giới ai cũng thương tiếc, đem cái thiện tâm để trả cho người ta. Còn mình mà chết đi thì ta nói dùng cái thứ ác ôn chết phước cho rồi. Thì coi cũng có những người sống trong cuộc đời này giàu sang có danh vọng như lắm, vậy mà khi chết đi bao nhiêu người nói dùng cái thứ ác ôn mà chết phước cho rồi, thì sống chi ác độc, đúng không? Nhưng mà mình biết tu, mình nói gan câu đó cũng tạo nghiệp với người đó, hiểu quý vị? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình sống trong cái cuộc đời này, nhìn từng đời đi qua đi, dùng cặp mắt trí tuệ của nhà Phật để nhìn từng đời đi qua con người được cái gì. Trời ơi, bây giờ quý vị coi, chúng ta nghèo mà chúng ta biết niệm Phật là quý quá rồi. Có những người người ta giàu sang phú quý mà ta có ngày nào ta rảnh rỗi đâu. Ngày nào người ta cũng bận biểu với cái giả trong cuộc đời này không, tạo một cơn ngơ đồ sộ rồi người ta không có ngày nào rảnh chứ. Còn mình bây giờ giờ này mà được ngồi ở đây, ngồi nghe chia sẻ Phật Pháp, có nhiều bà mắt hiu hiu rồi cũng ngon lành. Ngộ vậy đó. Nói chuyện mà vui vui là cừ đồ không ngủ đâu. Mà nói chuyện Phật Pháp chánh tông là con mắt làm vậy nè. Mắt nhìn mình thấy ghê cũng chết. Kiểu mà mình ngủ mà không cho ngủ á. Kiểu mà nhìn mình mà nhìn gì nè. Trời ơi, gì đâu mà thấy ớn cũng chết. Mà tự nhiên mà nói Phật Pháp chánh tông là mấy bạn là tiếp tục mấy bạn làm nè. Cái kiểu mà nó buồn ngủ mà nó ngủ không được, cái mặt nó chảy ra kỳ cục. Trời ơi, thấy ghê. Thấy không? Không mà nói vui với ba tỉnh liền, thấy chưa? Tỉnh veo mặt rồi kìa. Có cái bà kia hiu hiu mắt của tỉnh rồi kìa. Dụi mắt nữa kìa. Thấy chưa? Thấy không? Thấy không? Nên từ nó chọc cười một cái, bắt đầu tiếp tục nói Phật Pháp. Thấy không? Ngồi ở đây cũng diễn trình cũng không đơn giản quý vị. Nó nhìn xuống mà thấy hiu hiu là phải chọc cười một cái. Rồi mấy bà cười một cái rồi mấy bà mới tỉnh. Không, cái giờ này cũng phải đơn giản đâu quý vị ơi. Ngồi mà nghe tiếng mấy đồng hồ mà phải vui kìa, nó phải tiếp nhận được kìa. Chứ nếu không mà nó ẹo tới ẹo lui, nó đau chân cũng nghe không có được đâu. Nó nhờ người ta vui rồi người ta đỡ đau chân, rồi đỡ buồn ngủ mới được, thấy không? Nên cái lợi ích của chúng ta là gặp được tịnh độ là pháp môn đặc biệt thù thắng. Nhớ nghe quý vị. Thiếu nợ ít thì trả ít, thiếu nợ nhiều thì trả nhiều. Cứ nghĩ A Di Đà Phật, cứ nghĩ thế giới cực lạc là trả được. Nhớ nghe quý vị, đến đây nghe. Thiếu ít thì trả ít, thiếu nhiều thì trả nhiều. Nó mỗi ông mỗi bà tha hồ mà trả. Tha hồ mà trả đi, đừng có than van. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Có nhiều người nói cái câu này con phái đó thầy. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Những đức nói cho quý vị biết, dù quý vị được thương cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng trở thành họa trong cuộc đời này hết. Nếu mà không hiểu Phật Pháp, bây giờ quý vị được thương yêu chiều chuộng năng niu đi, rồi quý vị mà không biết tu đi, trong cái tình ái nhiễm này rồi có chết không? Nó rồi gần chết mà còn phát nguyện gì nữa chứ. Em phát nguyện đời sau em với anh gặp nhau đời đời kiếp kiếp, em nguyện em làm vợ của anh chết. Coi á, nó thương quá trời thương, cuối cùng phát cái nguyện vậy đó, phát cái nguyện vậy đó, rồi chết xong rồi có những người không tu phát nguyện: tôi cũng muốn đi theo bà, dù làm ma làm quỷ cũng gặp bà mà thôi. Trời ơi, trời, bị coi kinh khủng không? Có những người người ta chết rồi
Vậy mà người ta nói người ta chết đi thì làm ma làm quỷ gặp nhau. Tầm bậy, làm cái gì mà gặp nhau? Vì nói chuyện dễ gặp nhau lắm hả? Nó chỉ là đời này có duyên gặp, nó qua cái đời này một cái rồi là nó hiện tướng khác rồi, nợ nó không còn nữa, thì có gặp nhau cũng là như kẻ xa lạ mà thôi. Vậy mà bao nhiêu con người ở cái cuộc đời này, quý vị biết, khi thương yêu nhau mặn nồng rồi là phát nguyện vậy đó. Nó anh với em nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, dù sanh ở phương chờ nào cũng gặp nhau và được thương yêu như vậy. Luôn luôn muốn nằm trong vòng tay của anh mà thôi. Trời ơi, kinh khủng gì đó. Những đức nói có nhiều bà ở đây cũng đã từng phát nguyện như vậy rồi đó, đúng không? Hôm nay những đức bị ho lâu đổi tông vài tiếng, hiểu không? Không, những đức nói còn trẻ đã từng phát nguyện rồi đó, chứ không dẫn đâu, mấy bạn đây có nè, lúc mà ở bên chồng đã từng nói câu này rồi đó. Vậy mà sau này chia tay mà hẳn đó quý vị. Chứ ngày cái lúc mà thương á, cũng nói dữ lắm, thương nói ghê lắm. Có khi mà chồng nó đang nằm ngủ lợn hung chồng đồ lý lịa, bà này làm gì không có, chột chột. Ờ ơi, khi mà thương rồi nó nói đủ chuyện. Nên cái tình thương mà nó không đem vào pháp bỏ vào nghe, là kể như cái tình thương này trở thành quán thù hết. Đừng có nói rằng trời ơi hẹn đời sau, đời sau nó thành kẻ thù thì có. Đời này là duyên gặp là thuận, nhưng đời sau là thành quán thù. Quý vị đi trên đường thì thấy có những đoạn đường bằng mà gặp những đoạn đường ổ gà chưa? Rồi những đoạn đường thì rộng mà những đoạn đường hẹp. Thì đời người khi gặp nhau có những lúc thuận thì như đường bằng, có những lúc hẹp thì đó là nghịch. Hiểu không quý vị? Nên chúng ta phải đem cái tịnh độ này bỏ vào cái thuận đó đó, để nó trở thành thuận duyên để cầu sanh cực lạc là đúng. Nên không biết tu là thôi, trăm phần sai, trăm phần sai. Bà hởm những đứa coi công đoạn mà cái ông đó, mà mấy đứa con chắc cũng không biết tu. Cái bà này á, bà còn sống, chồng bà chết. Như vậy mà bà lỡ bà ôm ổng á, mà ổng chết rồi, ổng chết rồi cái nằm cái xác vậy luôn. Bà lỡ bà ôm mà bà kể lễ: bà ông ơi ông, sao ông đành đoạn bỏ tôi vậy ông? Vợ chồng già cỡ nào cũng hữu hỷ bên nhau, vì sao ông bỏ tôi đi trước như vậy? Tôi ở lại như ai đây ông? Rồi bà ôm ổng, bà hung mà ổng chết queo rồi. Chết queo rồi, máy quay phim quay lại luôn, đưa lên mạng. Cái cảnh sinh ly tử biệt kinh khủng không? Nó rồi quý vị coi như dưới quê đồ, bao nhiêu cặp vợ chồng già khi ông chết hay bà chết rồi, cái đầu mỗi ngày bưng mớ bớn nhát cơm để vậy nè. Nhà bị nhiều khi cũng có nữa, bớn nhát cơm để kế bên cái mâm á. Để: bà ơi, mỗi ngày bà thích ăn món cá chiên nè. Nhưng bà thích ăn cái đuôi, bẻ cái đuôi con cá. Bà ăn đi cái đuôi nè. Bà thích ăn bông cải, tôi gấp cho bà một miếng bông cải nè, ăn đi bà. Rồi cái mặt của ổng gì nè, buồn, thấy chưa? Thấy sinh ly tử biệt không? Đó khổ chưa? Gọi là ái biệt ly khổ. Trời ơi, trong cuộc đời này mà nó khổ trong cái tình thương như vậy đó. Nên chỉ có Phật pháp mới giải được cái ái biệt ly khổ này. Thấy không? Là lúc còn sống mình chân thật hết lòng đến với nhau. Khi mà mình mà gần chết thì mình niệm Phật đưa tiễn nhau về cực lạc. Mình còn sống vợ chồng ở bên nhau, bây giờ mình muốn ở bên nhau lâu dài không? Muốn về cực lạc gặp nhau. Ông bà chân thật niệm Phật đi, chân thật niệm Phật đi, ông về trước thì bà về sau, bà về trước thì ông về sau, tôi với bà hẹn gặp nhau ở cực lạc. Thì nó hay quá rồi, nó quá trời hay rồi, quý vị thấy chưa? Nên bây giờ chồng mình nó chưa tu, mình tu.
Mình tu mình về cực lạc chứ, hiểu không? Đó, mình cứ tu đi. Trời ơi, trong cuộc đời này nó vô thường lắm. Nó một cái vèo là qua một đời rồi. Mới đây 41 tuổi rồi nè. Nó nhớ năm nào 18 tuổi, bây giờ 41 rồi. Chưa, cuộc đời của người đi qua lắm. Bởi vì mấy cái gái trẻ trẻ nè, nào nó nhìn trang điểm đồ ha, mỏ máu không. Nên từ nơi đó ngon lắm hả em? Trời ơi, bây giờ coi đi, mấy bà già trong chùa mình cũng một thờ quanh quanh liệt liệt. Hôm qua chương trình khiếm thị có bà già, bà cụ Nam 92 tuổi, khỏe re khỏe dữ lắm. Mỗi ngày bà khỏe, bà chạy tung tăng tung tăng. Hôm qua trời mưa khiếm thị chạy dù dù, chàng vô nhà ăn, bà bưng cái thau đồ xẹt ngang người khiếm thị, né ngang cái té cái ạch, chỏi cái tay éo gãy, gãy cái tay luôn. 92 tuổi gãy tay xong đi giặt đồ luôn, cười hú hí bình thường, tưởng không có sao phải không? Giặt đồ xong rồi xương lòi ra. Đúng không? Xương lòi ra, đâm xuyên qua thịt. Xương lòi ra, đâm qua thịt, máu chảy. Bà già kia nhăn mặt. Cha sau lưng nhăn mặt. Ông già không pháp làm cho người ta cũng phải đỡ buồn ngủ quý vị. Cũng gãy tay nhưng mà cái cách diễn đạt của mình gãy tay thấy quay phong thôi đúng không? Đúng không? À. Xong bắt đầu sao? Máu gịnh 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 ra. Ôi ôi, 92 tuổi. Vậy đó mà mấy thầy mấy chú qua thăm, bà đưa cái tay lên bà làm nè. Thầy coi tay gãy rồi thầy ơi. Thấy chưa? Đúng là người địa phận gan thiệt trời. Thầy coi cái tay nè. Tự nhiên cái tay nãy ngon lành, bây giờ mới đây thầy thấy vô thường, chứ bây giờ thầy Đức giảng đúng. Vô thường thiệt ghê. Thầy coi gãy, cứ biết xương nó lòi ra thầy. Ồ, xương lòi ra luôn, máu chảy. Làm nè. Kinh khủng không? Trời, bà già 92 tuổi mà gan gì đó quý vị. Đúng là binh bên cạnh những đức toàn là binh tử không? Không có binh nào cũng sống hết chứ. Kinh khủng không? Gãy tay mà đi qua giặt đồ luôn. Đi giặt đồ xong về thì tay mới lòi ra xương ra. Thấy tội nghiệp quá, đưa xuống dưới Vũng Tàu. Ở dưới đó bệnh viện gì người ta nói là đây ta làm được, nên đưa xuống dưới thành phố bệnh viện chỉnh hình chỉnh gì đó. Nhưng đứa con không biết chỉnh cái thứ gì. Tối lấy xe chở bà đi, chở đi xong rồi xuống đưa dưới, ngày mai mổ sắp xương lại. Bà nói là thôi thôi về đại cho thầy ơi, thầy xương già và sắp chỉ cho nó mệt. Thôi bà già già này ghê thiệt chứ, gan thiệt ghê. Thôi bảo bà về bà ăn cơm mà xương nó lòi tùm lum tùm la, mắc cỡ lắm, mà nhìn thấy ngán lắm, không ai dám ăn cơm đâu. Thôi bà bó là đại đi. Bà nói nghe thầy nói vậy đó mới cho mổ đó, chứ nếu không là khỏi mổ luôn, về để xương lòng thòng chơ. Trời ơi, dân địa phật gì đâu mà ghê quá, gan thấy ghê thiệt. Trời ơi, mình nghe mình ớn quý vị. Nó tội xương thì nhưng mà nó gãy ra mà nó lòi cục xương ra, mình nhìn thấy cục xương của bà mình không dám nhìn. Những đức vậy chứ nhìn mặt dữ với sợ máu lắm quý vị ơi. Bà già con gan tới ghê, máu chảy ra. Mình nói thôi thôi bà cụ, bà cụ nè, cậu nên để cho khác. Thấy mặt như đức chưa, sao mặt sao lẹ nó kỳ cục luôn, gặp máu là mặt xanh muốn xỉu. Tao nơi đó bị biết rằng là 92 tuổi nó, bây giờ ngày mai mổ sắp xương lại. Nghĩa là nguyên một cái dàn người khiếm thị ta đi đến đây đông như vậy, mà đúng một bà già 92 tuổi tự nhiên đi ngang té cái ạch gãy cái tay. Còn bao nhiêu ngàn người kia mù không, mưa chảy ầm ầm vậy mà không thằng nào đụng nào hết chứ. Ghê không?